sân trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trung học cơ sở Phước Kim vẫn ngổn ngang. Tiếng EA đọc bài của con trẻ như xua đi không khí ảm đạm sau họa thiên tai sạt lở. Công tác gần 10 năm tại miền núi, chưa bao giờ cô giáo Mơ lại vui như lúc này. Bởi với hàng chục hộ gia đình bị cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, thì việc trở lại trường với con em họ là ngoài sự mong đợi. Các em đến trường làm đó là một niềm vui rất là lớn, có khi là cũng lớn hơn những món quà. Đó là một động lực để chúng em cố gắng nhiều hơn trong cái thời gian tới để cho các em có thể tiếp thu được kiến thức một cách đầy đủ nhất. Niềm vui không trọn vẹn như cô Mơ, nhiều giáo viên vùng cao Phước Thành, Phước Lộc vẫn chưa thể quay trở lại giảng dạy. Trường nguy cơ đổ sập, khu ở giáo viên không còn, toàn bộ tư trang, giáo án đều bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Song điều mà các giáo viên vùng cao quan tâm nhất vẫn là tương lai của học trò khi mà việc nghỉ học kéo dài quá lâu. Hôm nay đã là ngày 20 tháng 11. Thay vì dự lễ kỷ niệm, meeting, thì các thầy cô giáo vượt rừng vào từng nhà gặp từng phụ huynh để nắm tình hình khó khăn sau bão lũ, rồi động viên các em ra lớp. Chúng tổ chức ngày 20 tháng 11, dành cái thời gian, cái tình cảm để chăm lo cho các em và bà con, chia sẻ một phần nào đó cái khó khăn của bà con nơi địa phương chúng ta cư trú. Nhành hoa lan do học sinh mang đến đặt trước phòng tập thể, đó là niềm vui hiếm hoi của nhiều giáo viên vùng cao trong ngày hôm nay. Cuộc sống sau thiên tai, lũ dữ dẫu có khó khăn, thiếu thốn, song nhiều thầy cô giáo vẫn cặm cụi bên trang giáo án. Trang sách mở ra như mở thêm niềm tin yêu cho học sinh vùng cao yên tâm đến trường.